chào mọi người. Hôm nay Phụ Kiện Phật xin chế độ ba ga cho dòng xe mới CB150R. Đang làm bát, đang trong quá trình làm bát. Một hồi sẽ quay cho mọi người xem. Đây là cái ba ga có được cắt bớt đi và đang khoan lỗ lại. Bài cái bóp chuẩn bị gắn ba ga xin được. Rồi đây là quá trình khoan bắt thêm một cái bóp nữa. Giờ mấy ốc này là ốc sáu nên mình sẽ làm bóp nhiều, hai bóp cho nó kiên cố lại. Đây là khoan trên ba ga chứ không phải là khoan trên xe nha mọi người. Đây nhìn kỹ nha, khoan trên thân ba ga nha. Đây zoom chi tiết cho mọi người xem luôn nè. Chi tiết cho. Đây, 1 2 3 3 điểm. Tắt 3 điểm là khá cứng nha. Vì có phụ kỹ thuật chơi được vậy thôi. Đây, sau khi lên ba ga xong là anh chọn một cái thùng B270, thùng này mẫu mới của GV luôn nha mọi người, khá là đẹp. Thùng này là đẹp, căng chiếc xe quá rồi. Đây, mẫu thùng mới này.